Thưa quý vị, Iran cho biết đang chuẩn bị để đàm phán hạt nhân tại Viên Áo trong những ngày tới. Tuy nhiên, Tehran cũng yêu cầu Mỹ giải phóng tài sản 10 tỷ đô la trong các tài khoản bị đóng băng của nước này để thể hiện thiện chí. Ngoại trưởng Iran Hossein Amiradoblaian cho biết, nước này đang hoàn tất việc chuẩn bị trở lại đàm phán hạt nhân và vòng đàm phán ở cấp thứ trưởng ngoại giao sẽ sớm tái khởi động. Theo Ngoại trưởng Iran, Mỹ đã nhờ trung gian tại Liên Hợp Quốc liên lạc vào tháng trước để thảo luận việc tái đàm phán, và phía Iran đã trả lời các trung gian rằng Mỹ cần thể hiện thái độ nghiêm túc bằng việc giải phóng ít nhất 10 tỷ đô la Mỹ bị chặn của Iran. Hàng tỷ đô la của Iran, chủ yếu là tiền từ xuất khẩu dầu và khí đốt, đang bị đóng băng trong các ngân hàng nước ngoài do biện pháp trừng phạt của Washington. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel tuyên bố năm 2022 tới sẽ là năm quốc phòng châu Âu. Ông Charles Michel nhấn mạnh quyền tự chủ lớn hơn của Liên minh châu Âu-EU phải dựa trên hai trụ cột chiến lược phát triển kinh tế xã hội và an ninh. Bên cạnh đó, việc tăng cường phòng thủ châu Âu có nghĩa là củng cố Liên minh Đại Tây Dương. Giới phân tích nhận định các phát biểu mới nhất của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel cho thấy các nhà lãnh đạo EU đang phải đối mặt với thách thức về khả năng quốc phòng của lục địa già. Theo Ban điều hành về ngăn ngừa và chống lây lan dịch COVID-19 của Nga, trong 24 giờ qua, tại nước này đã ghi nhận 890 ca tử vong do COVID-19. Đây là mức cao mới kể từ khi bắt đầu đại dịch. Trong 7 ngày qua, đã có 6.018 trường hợp tử vong so với mức cao nhất 5.682 người được ghi nhận trước đó một tuần. Tổng cộng kể từ đầu đại dịch, ở Nga đã có gần 210.000 người tử vong. Tốc độ mắc COVID-19 ở Nga đã tăng trong tuần thứ 3 liên tiếp và vẫn đang tiếp tục. Hôm nay, mùng 3 tháng 10, Bộ Y tế Malaysia thông báo nước này ghi nhận thêm 9.066 ca nhiễm mới COVID-19. Đây là số ca nhiễm mới ghi nhận hàng ngày thấp nhất tại Malaysia trong gần 3 tháng qua, kể từ ngày 12 tháng 7, ghi nhận 8.574 ca. Đồng thời cũng là lần đầu tiên trong gần 3 tháng số ca nhiễm mới về mức 4 con số. Bang Sarawak vẫn là địa phương đứng đầu Malaysia về số ca nhiễm mới với 1.418 ca, nhưng đây cũng là mức thấp nhất bang này ghi nhận trong 45 ngày qua. Hơn 2 tháng kể từ khi thí điểm mở cửa cho du khách nước ngoài theo chương trình Hộp Cát Phuket, chính phủ Thái Lan đã công bố một kế hoạch tham vọng hơn, thực hiện giai đoạn 2 mở cửa đất nước tại 5 tỉnh nữa, bao gồm cả thủ đô Bangkok và 21 tỉnh khác vào giữa tháng 10 này. Tuy nhiên, với những diễn biến dịch bệnh khó lường như hiện nay, thì giới chuyên gia cho rằng vẫn còn cần những bước đi thận trọng hơn trong thời gian tới. Nhằm thực hiện lời hứa mở cửa trở lại đất nước sau 120 ngày đưa ra hồi tháng 6 vừa qua, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã chỉ đạo các bộ ngành đẩy nhanh công tác chuẩn bị để thúc đẩy ngành du lịch vốn thiệt hại nặng nề bởi đại dịch. Thủ tướng Prayut đã giao cho các bộ du lịch và thể thao, y tế và nội vụ chuẩn bị cho sự gia tăng khách du lịch nội địa và nước ngoài trong mùa cao điểm du lịch vào quý 4 năm nay. Mặc dù đã được cam kết đón ít nhất 1 triệu lượt du khách quốc tế trong năm nay, nhưng thủ đô Bangkok vẫn bị trì hoãn thời điểm mở cửa trở lại. Hiện tại, 37% dân số Bangkok đã được tiêm chủng đầy đủ, trong khi 33% khác còn đang chờ tiêm mũi vaccine thứ hai. Hòn đảo nghỉ dưỡng Phuket đã nhanh chóng đón 32.005 lượt du khách kể từ khi chương trình thí điểm hộp cát du lịch được thực hiện từ ngày 1 tháng 7 và chỉ có 91 người trong số đó, tương đương 0,28% mắc COVID-19. Xét theo lượng khách đến trong tháng 7 và tháng 8, thì mục tiêu của chương trình hộp cát Phuket có thể không đạt được. Tuy nhiên, kế hoạch này vẫn được coi là thành công trong việc nâng cao niềm tin của người dân vì có rất ít du khách nước ngoài dương tính với COVID-19 và hầu hết đều được phát hiện và cách ly ngay tại sân bay. Số liệu cho thấy các khách sạn ở Phuket đã được hưởng lợi với hơn 524.000 đêm thuê phòng khách sạn đã thanh toán kể từ khi Phuket mở cửa trở lại. Đặc biệt với ba tỉnh Surat Thani, Phang Nga hoặc Krabi gần đó về phía nam, tỷ lệ thuê phòng khách sạn đã đạt tổng 7.135 đêm. Điều này mang lại nguồn thu đáng kể cho những người sống phụ thuộc vào ngành du lịch tại các địa phương này của Thái Lan. Có thể nói, thành công bước đầu của chương trình Hộp Cát Phuket là tiền đề cho kế hoạch lớn hơn của nước này. Tuy nhiên, không phải là không có các quan ngại, đặc biệt liên quan tới khả năng hệ thống chăm sóc sức khỏe phải đối đầu với một đợt bùng phát dịch COVID-19 khác.
Tôi cho rằng đất nước chúng ta vẫn chưa hoàn toàn sẵn sàng mở cửa trở lại do tỷ lệ tiêm chủng ngừa COVID-19 còn thấp. Nếu có thể thì chính phủ nên cân nhắc bài học kinh nghiệm của Phuket sau khi thí điểm chương trình hộp cát Phuket. Và thực tế là ngay cả những người đã được tiêm phòng đầy đủ vẫn có thể nhiễm bệnh và làm lây lan. Tiến sĩ Prasit cũng nhận định rằng sẽ rất đáng lo ngại nếu bỏ quy định cách ly khi đất nước mở cửa trở lại ngành du lịch vào ngày 1 tháng 10, trong khi chỉ có 38% dân số nước này được tiêm một mũi vaccine và chỉ 18% người dân cả nước đã tiêm đủ hai mũi. Trên thực tế, sẽ tốt hơn nếu tiếp tục chờ đợi thêm một tháng nữa để bảo đảm đất nước đã thực sự sẵn sàng. Một số doanh nghiệp cũng được cho là lo ngại về ảnh hưởng đến niềm tin du lịch khi mở cửa quá sớm. Hiệu quả tổng thể của việc tiêm ngừa COVID-19 ở Phuket cũng đang được đánh giá để xác định xem liệu có cần tiêm nhắc lại hay không. Với biện pháp mới gọi là kiểm soát thông minh và sống chung với đại dịch COVID-19, ngành du lịch nói riêng và cả đất nước xứ Chùa Vàng nói chung có thể vực dậy được những tổn thất nặng nề bởi đại dịch hay không, còn phụ thuộc rất nhiều vào cách ứng phó của chính phủ cũng như ý thức phòng chống dịch của mỗi người dân. Nước Anh sẽ mở cửa cho nhiều quốc gia hơn nữa với việc miễn cách ly tại khách sạn do chính phủ quy định vào cuối tuần này. Anh đang có kế hoạch nới lỏng các quy định về đi lại từ ngày 4 tháng 10, với việc loại khỏi danh sách vàng đối với những nước có nguy cơ dịch bệnh trung bình, đồng thời không yêu cầu những hành khách đã tiêm chủng đầy đủ vaccine đến từ những quốc gia không nằm trong danh sách đỏ cần phải làm xét nghiệm COVID-19 trước khi đến Anh. Số nước nằm trong danh sách đỏ của Vương quốc Anh cũng sẽ giảm từ 54 nước xuống còn 9 nước. Nước Anh hiện đang áp dụng chính sách cách ly tại khách sạn đối với những người đến từ các quốc gia có nguy cơ COVID-19 cao. Chi phí cách ly này lên tới khoảng trên $3,000 một người lớn và yếu tố đó đã cản trở hoạt động du lịch toàn cầu. Giới chức Oman đã yêu cầu hoãn nhiều chuyến bay đến và đi từ thủ đô Muscat và kêu gọi người dân các vùng ven biển sơ tán do lo ngại tác động của bão nhiệt đới Sahin. Ít nhất một trẻ em đã thiệt mạng và một người được cho là mất tích trong mưa bão. Tâm bão Sahin hiện cách thủ đô Muscat của Oman khoảng 60 km và đang di chuyển với tốc độ lên tới 120 km một giờ hoặc hơn. Dự báo, tâm bão sẽ vào đất liền vào chiều tối mùng 3 tháng 10 theo giờ địa phương, kèm theo gió to và mưa lớn. Tuy nhiên, hiện các vùng gió mạnh xung quanh tâm bão đã tác động tới đất liền. Ủy ban Khẩn cấp Quốc gia Oman cho biết nhiều khả năng sẽ cắt điện ở vùng Al Qum phía đông thủ đô Muscat để phòng xảy ra tai nạn. Đến nay, hơn 2.700 người đã được sơ tán tới nơi tránh bão an toàn. Một vụ cháy lớn xảy ra vào đêm ngày 2 tháng 10 đã làm hư hại nghiêm trọng cầu sắt nổi tiếng ở thủ đô Rome của Italia. Nhiều phần của cây cầu có từ thế kỷ 19 này đã bị rơi xuống sông Tiber. Cây cầu bị cháy được khánh thành vào năm 1863 và có tên chính thức là cầu công nghiệp, kết nối các khu dân cư đông đúc Ostiens và Portuens. Tuy nhiên, người dân ở Rome thường gọi nó là cầu sắt vì hầu hết các cây cầu khác ở thủ đô Italia đều xây bằng đá. Ngọn lửa bùng phát vào đêm trước cuộc bầu cử thị trưởng tiếp theo, trong đó vấn đề nổi lên là sự xuống cấp chung của cơ sở hạ tầng và dịch vụ công cộng ở thủ đô Rome. Lực lượng cứu hỏa đã dập tắt ngọn lửa trong đêm 2 tháng 10. Không có ai bị thương do vụ cháy. Truyền thông Italia cho biết nguyên nhân vụ cháy có thể do một đường ống dẫn khí đốt ở phía dưới cầu bị hỏng. Hiện cây cầu đang bị đóng cửa vô thời hạn để chờ kiểm tra về độ an toàn. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin GMT+7 tối nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào quý vị.